trần như các anh chị cũng biết là một trong những công ty hàng đầu chuyên sản xuất về trần vách ngăn thạch cao tại thị trường Việt Nam và đã có tồn tại hơn 23 năm ở thị trường Việt Nam. Và Lê Trần cam kết sẽ cùng đồng hành, hỗ trợ và phát triển cùng với nhà phân phối Quỳnh Minh một cách bền vững và mạnh mẽ tại thị trường Tây Ninh này. Và rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý anh chị, các quý ban ngành, các công ty tư vấn, các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng cũng như các anh em hỗ trợ cho công ty Lê Trần cũng như công ty Quỳnh Minh. Và một lần nữa thì xin đại diện công ty Lê Trần xin chúc các anh chị có một buổi tối thật là ấm cúng và hạnh phúc, cũng như là cùng với công ty Lê Trần và Quỳnh Minh. Đã xin chân thành cảm ơn. Và các cô chú anh chị em đến ủng hộ ngày hôm nay cho công ty của Sơn Quỳnh Minh. Ngày hôm nay mình phát triển thêm về lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng trần thạch cao và vách ngăn. Nào giờ thì mình chỉ phần thi công thôi. Đến ngày hôm nay thì mình nhận định là cái sản phẩm để cần là rất là tốt và chuẩn. Đa dạng sản phẩm thì mình sẽ cộng tác với công ty để có một cái sản phẩm tốt cho khách hàng ở khu vực Tây Ninh. Mình mới quyết định là làm nhà phân phối để kết nối cùng công ty, sẽ được công ty hỗ trợ rất là nhiều vấn đề về chính sách, về kỹ thuật lắp ráp như thế nào để hỗ trợ anh em nhà thầu thi công và những người thợ trong ngành thạch cao. Dạ, vì ngày hôm nay tôi xin cảm ơn quý vị quan khách đến dự và chúc mừng cho tôi sẽ được thành công trong tương lai.